tiếp tục thông tin về vụ việc nhiều lao động Việt Nam trốn khỏi casino tại Campuchia. Sau khi 60 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, 4 người đã bị cơ sở kinh doanh bắt lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã chủ động nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng của Campuchia để tìm hiểu vụ việc, tiến hành công tác xác minh nhân thân, làm thủ tục để tiếp nhận và đưa người về nước. Đồng thời, đề nghị phía Campuchia can thiệp giải cứu những người còn lại. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, cảnh sát Campuchia đã yêu cầu công ty giao nộp thêm 11 công dân Việt Nam, nâng tổng số người liên quan tới vụ việc là 67 người. Hiện các công dân đang được cảnh sát Campuchia bảo vệ lấy lời khai. Đại sứ quán và bộ đội biên phòng Việt Nam đang phối hợp với cục lãnh sự bộ ngoại giao, các cơ quan chức năng Campuchia để đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất.